Ê, thôi nói về vấn đề dân chủ thì hôm nay dân chủ không phải không, bây giờ tới là tôn giáo đây. Ê, đó là tôn giáo thì chắc chúng ta đi chẳng xa lạ gì đến đó là Công giáo Thiên Chúa ở Việt Nam. Chẳng xa lạ là tại vì sao? Tại vì hiện nay những cái vấn đề về điểm nóng về tình hình mất an ninh trật tự trên là toàn quốc của chúng ta hiện nay đều có gì? Đều có sự là thấp thoáng và gì thấp thoáng của những là bóng áo đen của các vị là gì là linh mục là cán bộ công chức của nhà nước Công giáo Roma Vatican. À, và sau đây có một bài viết này như thế này, xin gửi tiếp đến mọi người: lật mặt những cái luận điệu sai trái sự việc xảy ra ở số 5 Quang Trung, Hà Nội. Đây đây là cái việc đó là mấy cái vị là nữ tu của cái dòng đó là Thiên Chúa là Paulo gì đó ở Hà Nội đang biểu tình yêu cầu là chính quyền đó là phải trả lại cái mảnh đất gì đó mà họ bảo rằng đó là đất của nhà thờ, đất của giáo hội gì đó vân vân và vân vân, biểu tình kéo người đang mà tụ tập gây mất an ninh trật tự, đúng không, để là đòi lại cái mảnh đất đó. Vậy thì nguyên nhân vào vụ việc, cái nội dung nó như thế nào? Thì liên tiếp trong các ngày 8 và 9 tháng 5 năm 2018, trên các cái trang mạng của mấy cái đám là liều báo là hải ngoại có các thâm niên là chống phá nhà nước Việt Nam, như là đám RFA, VOA, báo Bồn Cầu Tiếng Việt, truyền thông Thái Hà và các trang Facebook cá nhân của tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện, linh mục nhà nước Công giáo là Vatican Nguyễn Ngọc Nam Phong, Lê Văn Sơn, tên nó là Paul là Lê Văn Sơn đang bị là công an là Thanh Hóa truy nã, Trịnh Bá Phương không, Dân Tham là Dương Nội, đăng tải nhiều hình ảnh bài viết cùng những luận điệu vu cáo chính quyền Hà Nội cướp đất của dòng thánh Paulo. Đối với bọn dân tham dân quan thì chúng nó là gì, ô bu lô ba la lên mà chính quyền cướp đất của dân vân vân và vân vân. Mục đích chính của những thủ đoạn này không có gì khác là cố tình gì? Bôi đen sự thật nhằm làm chệch hướng của dư luận, lợi dụng tình hình để nói xấu chế độ và kích động sự quá khích của một bộ phận tín đồ khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Trước hết đó là họ cố tình cung cấp những thông tin theo kiểu cắt cúp, bịa đặt trắng trợn, bóp méo sự thật khách quan, làm cho người đọc tin rằng ở Hà Nội đang có một vụ xung đột nghiêm trọng, trong đó chính quyền và công an cướp đất của dòng thánh Paulo, đàn áp tôn giáo, thậm chí nhục mạ, tấn công các nữ tu chỉ vì họ phản ứng lại. Từ đó, chúng lớn tiếng kích động các nữ tu tại đây đấu tranh đòi công bằng, nổi loạn, vân vân và vân vân. Các anh chị thấy không? Nói thì không phải là mình nói là quá đáng về cái công giáo chứ. Các anh chị thấy những điểm là những cái vấn đề gì xảy ra về an ninh trật tự hiện nay trên đó là đất nước của chúng ta thì đại đa số chúng tôi đã nói rồi, thấp thoáng cái bóng dáng áo đen của mấy tên là linh mục nhà nước Công giáo Vatican. Công giáo Thiên Chúa là Roma Vatican. Nói gì cho nó đúng, cho nó rõ. Được chưa? Nếu như mà cái các vị bảo rằng là chính quyền cướp đất của các vị đúng không? Vậy thì đề nghị các vị làm ơn đem giấy tờ hợp thức hóa chứng minh nguồn gốc đất mà các vị bảo rằng là của các vị đó đó, đem chân gà để cho chúng dân chúng tôi xem, để chúng tôi gì sẽ góp tiếng nói cùng với các vị để đấu tranh đòi lại đất đai đó cho các vị. Ok, còn này tôi thấy các vị là kéo rốt nguyên bầy đó, đem mấy bà suối mấy bà nữ tu cái đó quậy mất an ninh trật tự đó, hỏi các người giấy tờ của các người đâu để cho người bảo rằng là đất đó của các người vậy, thì á giấy tờ ở đâu, giấy tờ sở hữu đâu, đất này của nhà thờ chúng tôi mấy trăm năm hợp pháp là thiệt thiết gì vân 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 vân. Các vị nói thế xin lỗi các vị nha, vì chắc vị đang đòi đất rồi đòi đất gì vậy, vì các người cũng chẳng hiểu cái méo gì về cái vấn đề đó luật đất đai ở đất nước Việt Nam này rồi đúng không,
Vì cái ý của các người nghĩ rằng là sao? Cái đất nào mà các người cho rằng đó là đất của nhà nước mà cấp cho nhà thờ của các người á, là các người nói sao? Dạ. Cả nhà thông cảm, trời nó bắt đầu chuyển mưa. Trời đang mưa. Đấy, cái mảnh đất nào mà của chính quyền cấp cho các người cất nhà thờ lên đó, cái là cái gì? Là đất của nhà thờ, là đất của giáo hội liền à. Thấy không? Cái đất của giáo hội, của nhà thờ Thiên Chúa giáo Roma Vatican, phải không? Cái đất đó không phải là của gì? Của là nhà nước Việt Nam, không phải là đất đó là không phải của là hả nhân dân Việt Nam. Có đúng vậy không? Mà đất đó là của Chúa. Đúng không? Vì để nói rõ luôn cho các người hiểu gì nè. Ở Việt Nam này không có đất nào của nhà thờ, hiểu không? Còn không có đất nào là của gì, của giáo hội Công giáo Roma Vatican hết, các người hiểu chứ? Đất đai ở Việt Nam này là đất đai, đúng không? Của nước Việt Nam, đúng không? Sở hữu thì toàn dân nhưng mà nhà nước đứng ra quản lý, hiểu chưa? Chứ lấy đâu ra đất của giáo hội, của nhà thờ của các người hả? Còn các người nói đất của các người thì các người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh đất là của các người, đem ra để cho dân chúng tôi, là gì, để chúng tôi đấu tranh tiếp cho các người. Còn nếu không có, cầm cái mỏm cút, đừng có nên làm mấy cái trò hề bôi là hả lọ vô chính gì, vô chính là hả cái mặt Thiên Chúa của các người, hiểu chưa? Thì được biết cái khu đất số 5, 5A và 5B phố Quang Trung, Hà Nội từng là khu đất có nguồn gốc đạo Công giáo và từng thuộc quyền sử dụng của hai cơ sở tôn giáo là Xứ Hàng Bột và Tu viện Trường Dòng Thánh là Phaolô Hà Nội. Tuy nhiên, vào ngày 24 tháng 11 năm 1961, Linh Mục Hoàng Cao Chiếu, lúc đó là Chánh Xứ Hàng Bột, và Sơ Lê Thị Đông, lúc đó là Tu viện Trường Dòng Thánh Phaolô Hà Nội, đã kê khai và bàn giao nhà đất tại đây, bao gồm đất nhà đã cho thuê cho ở nhờ qua nhà nước thống nhất quản lý. Ngày 23 tháng 12 năm 1961, Bộ Y tế ký kết với Sở Quản lý Nhà đất thành phố Hà Nội thuê số nhà là 5 phố Quang Trung, và sau khi hết hạn hợp đồng, nhà nước giao Bộ Y tế tiếp tục quản lý sử dụng nhà đất tại số 5 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quá trình được giao quản lý sử dụng, Bộ Y tế đã bố trí cho cán bộ, công nhân viên sử dụng làm nhà ở. Sau đó, quận Hoàn Kiếm cũng đã tiến hành và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở theo các quy định của pháp luật. Trong đó, bà Trần Hương Ly đã nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở của 6 hộ gia đình đã được cấp giấy chứng nhận tại số 5 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Và căn nhà này cũng nằm trong vị trí ranh giới diện tích nhà đất khu tập thể Bộ Y tế đã bàn giao và Sở Tài nguyên Môi trường và nhà đất đã tiếp nhận để bán nhà cấp giấy chứng nhận theo Nghị định số 61 CB ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ. Rõ ràng việc đòi lại quyền sử dụng sở hữu nhà đất này của các nữ tu dòng Thánh Phaolô là không có cơ sở căn cứ giải quyết theo quy định tại khoản 2 điều 10 Luật Đất đai 2003, khoản 5 điều 26 Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 23/2003 QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất. Thực ra thì đám phản động lợi dụng đạo Thiên Chúa và đám dân chủ nửa mùa đều biết rõ trên phương diện pháp luật chúng không thể đòi lại được khu đất số 5 Quang Trung, và việc công kích các nữ tu dòng Thánh Phaolô ngăn cản công dân Trần Khánh Ly xây dựng nhà ở trên khu đất này không phải để xây gì, để lấy lại, mà cái chính là phục vụ cho những mưu đồ chính trị bẩn thỉu. Hơn lúc nào hết, chính quyền và các cơ quan chức năng của Hà Nội cần sớm vào cuộc để điều tra và làm rõ, xử lý nghiêm minh những kẻ đội lốt tôn giáo gây rối trật tự, thiết lập lại tình hình
là Trị An trên địa bàn là thủ đô. Thì qua đây chúng ta đã thấy rằng Thiên Chúa Giáo tự do, bình đẳng, bác ái, đúng không? Nhưng mà những kẻ chuyên đi rây rối mất an ninh trật tự và xuất hiện các điểm nóng về vấn đề an ninh trật tự thì đều tại gì? Đều có sự tham gia của các là giáo dân, đúng không? Thiên Chúa Giáo, Công giáo Roma Vatican. Và phía sau đó là thấp thoáng cái bóng áo đen của các vị là gì? Của các vị là linh mục nhà nước Công giáo Roma Vatican xúi dục. Vậy thì một lần nữa tôi xin nói lại như thế này. Vậy thì kẻ nào đang bôi lọ lên mặt Thiên Chúa của các vị vậy, hỡi mấy cái vị là ngáo chiên. Đề nghị bà con giáo dân chân chính cần phải lên án những hành vi của những kẻ này. Không để chúng lợi dụng cái hình ảnh Thiên Chúa để làm vào phục vụ cho những cái mưu đồ bẩn thỉu của chúng, là xấu đi hình ảnh là Thiên Chúa trong con mắt của là lương dân của chúng tôi, và gây đi mất cái sự là đoàn kết giữa là lương dân và giáo dân. Dân chủ xong phải không? Công giáo cũng xong rồi, bây giờ tiếp tục đến là bọn gì? Bọn dân chủ khai bút nửa mùa. Mấy ngày hôm nay thì là Bộ Công an đó lại ra quân là xử lý mấy cái tên là gọi là những tên mà dân chủ Facebook nửa mùa đó, chuyên lên Facebook để viết bài là xuyên tạc bôi xấu là lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương vân vân và vân vân. Và cái giá cho cái phải trả cho những thằng ngáo này là ngáo phay này là sao? Là còng số 8 và khuyến mại thêm là mấy cuốn lịch. Vì vậy nhiều thằng đang nghĩ rằng là sao, mạng xã hội Facebook á nó là ảo, nhưng mà cái còng số 8 thì nó không có ảo, nó là cái còng số 8 thứ thiệt, đúng không? Và mấy cái cuốn lịch để khuyến mại cho tụi mày nó cũng phải là lịch ảo mà nó là lịch thật, hiểu chưa? Đúng không? Cho nên tụi mày đừng có bảo rằng Facebook nó ảo. Đúng vậy, Facebook nó ảo với cái đám chống phá là chế độ và chính quyền như tụi mày thôi, hiểu chưa? Nhưng mà lực pháp còng số 8 và lịch á thì nó không phải là ảo, nó là thật. Chỉ khi nào tụi mày tra đầu vào còng thì tụi mày sẽ biết là nó không bao giờ ảo, hiểu chưa? Rồi sau đây là có mấy thằng cái gì đã ăn còng số 8 từ gì từ mạng ảo nhưng mà tù thật để gì, để cho tụi mày biết. Còn thằng nào hit đó là hưởng cơm đó là cơm ký nhà nước, áo số và quần gì quần sọc đó thì cứ tiếp tục lên mạng Facebook và viết nhảm và nói xàm đi. Tao bảo đảm với tụi mày là tụi mày sẽ được khuyến mại là áo số, quần sọc và còng số 8 với lịch là miễn phí để tụi mày bóc.